Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ khóa 1 năm 2024. Đây là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức lớp tập huấn cho riêng đối tượng là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách hội. Hơn 200 học viên đã cùng tìm hiểu về 8 chuyên đề liên quan đến các nội dung như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước đối với công tác nhân đạo, phát huy vai trò nòng cốt của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo hiện nay, phòng chống cảnh giác các thủ đoạn lợi dụng trong hoạt động từ thiện, chuyển đổi số trong truyền thông, vận động hiến máu tình nguyện, phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, bộ quy tắc ứng xử của cán bộ nhân viên Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Công tác vận động nguồn lực, tổ chức các phong trào chữ thập đỏ, công tác sơ cấp cứu và phòng chống cứu hộ cứu nạn, công tác phát triển quản lý hội viên, tình nguyện viên thông qua 4 ngày học tập sẽ giúp học viên cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trong tình hình mới.